Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ hai, ngày 6 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đại biểu Quốc hội Quảng Bình tiếp xúc cử tri huyện Tuyên Hóa trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Lệ thủy, sản lượng nước trong thủy sản 9 tháng đầu năm đạt trên 1.400 tấn. Quảng Bình điều tra truy xét nhanh vụ trồng bò giữa ban ngày. Sáng nay ngày 6 tháng 10, Tỉnh ủy Quảng Bình phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự. Phát biểu khai mạc tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực và luôn xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý công chức viên chức trong hệ thống chính trị là nhân tố quyết định đến thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ở tỉnh Quảng Bình trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đặc biệt trong giai đoạn đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, thì vấn đề đặt ra hiện nay đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý là chỉ đạo tổ chức thực hiện thẳng lời các mục tiêu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Trên cơ sở xác định tầm quan trọng của công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu kiến thức các chuyên đề kết hợp với tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận gắn với việc vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, xử lý đúng các tình huống xảy ra ở cơ sở. Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý được tổ chức trong 4 ngày từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014. Các học viên tham dự khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức lần này sẽ được tiếp thu tại chuyên đề. Đây là cơ hội để các học viên hiểu sâu, nắm vững và có hệ thống các nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Cũng trong sáng nay ngày 6 tháng 10, ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ông Trần Minh Diệu, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ xem xét thông qua 17 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến vào 12 dự án luật khác và nghe các báo cáo của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm và một số nội dung quan trọng khác. Sau khi nghe nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, cử tri huyện Tuyên Hóa đã có nhiều ý kiến kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành như vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với hạt kiểm lâm thành phố Đồng Hới và chính quyền địa phương tuyên truyền ký cam kết không kinh doanh buôn bán giết mổ và trưng bày quảng cáo các mẫu vật sản phẩm động vật rừng trái phép tại địa bàn thành phố Đồng Hới. Tại 13 cơ sở kinh doanh nhà hàng quán ăn trên địa bàn thành phố Đồng Hới, Chi cục kiểm lâm Quảng Bình, hạt kiểm lâm Đồng Hới đã phổ biến về giá trị tầm quan trọng của các loài động vật trong tự nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật và những quy định về quản lý động vật rừng của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Bên cạnh việc kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, đoàn cũng đã kết hợp tuyên truyền phát tờ rơi, dán tranh cổ đồng và ký cam kết giữa hạt kiểm lâm thành phố Đồng Hới, chính quyền địa phương và chủ nhà hàng, quán ăn về nội dung không kinh doanh buôn bán giết mổ và trưng bày quảng cáo các mẫu vật, sản phẩm động vật rừng trái phép. Hợp tác với cán bộ kiểm lâm và cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong công tác quản lý động vật rừng. Hoạt động nằm trong kế hoạch tổ chức chiến dịch ngăn chặn và ký cam kết không kinh doanh buôn bán tiêu thụ bất hợp pháp động vật hoang dã và sản phẩm của chúng tại ba huyện thuộc vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và thành phố Đồng Hới. Bảo đảm an toàn lưới điện trong mùa mưa bão là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, thời gian qua, Hợp tác xã Dịch vụ Điện xã Tiến Hòa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động ứng phó với mọi tình huống nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Hiện nay, xã Tiến Hòa có trên 2.000 hộ dân trong toàn xã có điện sử dụng. Hợp tác xã Dịch vụ Điện đang quản lý và vận hành 8 trạm biến áp với tổng dung lượng 1.150 kV/A. Xã Tiến Hòa đang nỗ lực để triển khai thực hiện dự án điện Zika giai đoạn 2.
khi dự án hoàn thành, 100% hộ dân sẽ có hộp đồng hồ điện mới. Đến thời điểm này, Hợp tác xã Dịch vụ Điện, xã Tiến Hòa đã tổ chức tổng kiểm tra hệ thống lưới điện, xử lý nhanh các tồn tại có khả năng gây ảnh hưởng đến an toàn đường dây, trạm biến áp, cũng như các vị trí có nguy cơ làm mất an toàn hành lang lưới điện. Đồng thời tập trung ở những nơi có nhiều dốc, ao, hồ, sông, suối, các tuyến đi qua địa hình có nguy cơ sạt lở, ngã đổ, sự cố cao trong mùa mưa bão. Bên cạnh đó, một số lưới điện hạ áp mới tiếp nhận chưa được đầu tư sửa chữa, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Đơn vị cũng đã tập trung xử lý để đảm bảo cấp điện an toàn cho người dân. Ủy ban nhân dân xã Tiến Hòa cũng tăng cường vận động người dân chặt tỉa cây lớn có ảnh hưởng đến hành lang tuyến nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố có thể xảy ra. Chiều qua ngày 5 tháng 10, khối các ban đảng đã tổ chức bế mạc hoạt động giao lưu bóng chuyền cầu lông năm 2014. Trong hai ngày thi đấu sôi nổi, 11 đội bóng với hơn 70 vận động viên là những cán bộ công chức, viên chức, nhân viên đến từ các cơ quan đơn vị thuộc khối các ban đảng đã tham gia tranh tài ở hai nội dung gồm bóng chuyền và cầu lông. Các vận động viên đã thể hiện khả năng kỹ thuật thi đấu xuất sắc bằng những trận cầu đẹp mắt sôi nổi, thu hút khán giả đến xem và cổ vũ. Kết thúc hoạt động giao lưu bóng chuyền cầu lông khối các ban đảng năm 2014, ban tổ chức đã trao các giải nhất, giải nhì, giải ba cho các đội đạt giải và trao giải cá nhân cho các vận động viên đã tham gia thi đấu xuất sắc. Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, thanh niên Việt Nam luôn là lớp người đi đầu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới ngọn cờ của Đảng, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ xây dựng, rèn luyện và phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, sôi nổi của các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn để thanh niên Quảng Bình thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới và hành động, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 chính thức được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Đồng Hới. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Hàm Ninh thực hiện phương biên đổi thừa. Lệ Thủy, sản lượng nước trong thủy sản 9 tháng đầu năm đạt trên 1.400 tấn. Quảng Bình điều tra truy xét nhanh vụ trồng bò giữa ban ngày. Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, trong thời gian qua, Hội Cựu chiến binh xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa đã không ngừng thi đua cùng giúp nhau phát triển kinh tế bằng những việc làm thiết thực. Nhờ đó mà nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh đã thoát nghèo, đời sống gia đình từng bước được nâng cao. Hội Cựu chiến binh xã Châu Hóa đã chủ động phối hợp với các cấp các ngành, mở các lớp tập huấn, tổ chức tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả. Qua đó, thay đổi cách nghĩ, cách làm của hội viên, góp phần xây dựng các mô hình kinh tế trang trại đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, các chi hội trong xã cũng đã thành lập các tổ tiết kiệm, xây dựng quỹ hội bằng nhiều hình thức như mô hình một cây một con, nạo vét canh mương nhằm tạo nguồn quỹ cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư vào phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập. Đến nay, xã Châu Hóa có 50 lượt gia đình cựu chiến binh đã danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Cùng với đó, công tác xóa mái nhà tranh cho nhiều hội viên cựu chiến binh cũng đã được chú trọng. Trong năm nay, Hội Cựu chiến binh xã Châu Hóa phấn đấu cơ bản xóa mái nhà tạm cho hội viên, đồng thời giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3 đến 4% một năm. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt từ 12 đến 13 triệu đồng một người một năm. Triển khai chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh về đẩy mạnh cuộc vận động nhân dân tiếp tục xuân điền đổi thừa đất nông nghiệp, thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2016, định hướng đến năm 2020. Thời gian qua, xã Hàm Ninh đã xây dựng phương án và triển khai thực hiện xuân điền đổi thừa. Chính quyền xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh đã ban hành nghị quyết thành lập ban chỉ đạo xuân điền đổi thừa, tổ chức việc các thôn tiến hành họp dân để bàn bạc xây dựng và triển khai phương án xuân điền đổi thừa. Sau đó,
vận động các hộ gia đình nhận những vùng ruộng lẻ để quy hoạch phát triển sản xuất. Số còn lại được tiến hành cho các hộ nông dân bốc thăm nhận ruộng nhằm phát huy tính dân chủ. Hiện nay, cả thôn trên địa bàn xã Hàm Ninh đang tích cực triển khai công tác dồn ghép các thửa ruộng, phấn đấu hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, giao thực địa cho nhân dân vào cuối năm 2014. Tận dụng thế mạnh của địa phương, người dân huyện Lệ Thủy đã đẩy mạnh việc nuôi trồng, khai thác và đánh bắt thủy hải sản, góp phần nâng cao thu nhập cho hộ gia đình. Thời gian qua, bà con nông dân huyện Lệ Thủy đã chủ trọng việc nuôi trồng thủy sản, trong đó tập trung vào các dòng thủy sản có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, diện tích nuôi trồng thủy sản của toàn huyện Lệ Thủy đạt trên 1.500 ha, trong đó diện tích nuôi cá ao hồ là 500 ha, cá lùa gần 1.000 ha, nuôi tôm trên cát 46 ha. Như áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng nên sản lượng khai thác ngày càng cao. Trong 9 tháng đầu năm 2014, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản của toàn huyện ước đạt trên 1.400 tấn. Trong đó, sản lượng cá ao hồ đạt 810 tấn, cá lùa 597 tấn và sản lượng nuôi tôm ước đạt 414 tấn, tăng 114 tấn so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng trộm cắp trâu bò đang diễn ra khá phổ biến ở địa bàn huyện Tuyên Hóa, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, lực lượng cảnh sát điều tra công an huyện Tuyên Hóa đã vào cuộc điều tra truy xét và bắt các đối tượng trộm trâu bò giữa ban ngày. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng Đức Nhuận, sinh năm 1971, quê ở xã Thạch Hòa, huyện Tuyên Hóa, đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Theo đó, vào chiều ngày 19 tháng 9 năm 2014, Hoàng Đức Nhuận đã thực hiện hành vi bắt trộm một con bò của gia đình anh Đinh Xuân Ngọc ở thôn Quảng Hòa, xã Lê Hòa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình và đem vào bán cho một lò mổ ở phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình với số tiền hơn 34 triệu đồng. Giờ trong dòng là tí nhiều. Nói không có bò gai để em thì em trộm về bớt lại bán đi mua lại con vừa để cay. Hiện bản nói hiện là 34 triệu là được. Để làm rõ hành vi của đối tượng Hoàng Đức Nhuận, lực lượng trinh sát của đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Tuyên Hóa đã nhanh chóng vào cuộc khi nhận được tin báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua quá trình sàng lọc đối tượng trên địa bàn, công an huyện Tuyên Hóa đã xác định được đối tượng Nhuận đã gây ra vụ trộm nói trên và tiến hành thu giữ tài sản trao trả lại cho người bị hại. Nhà nóng thì con trâu là đầu cơ nghiệp nên tôi đã trình báo cơ quan công an, nên cơ quan công an đã bắt được thủ phạm và trả lại tài sản cho gia đình chúng tôi. Nãy thì thay mặt gia đình là chúng tôi thì chân thành cảm ơn cơ quan công an huyện Tuyên Hóa đã làm rõ sự việc và trả lại tài sản cho gia đình. Đối tượng thường lợi dụng những cái sơ hở của quần chúng nhân dân trong việc trông coi tài sản, rồi để là bắt trộm trâu bò đi từ các cái địa phương khác tiêu thụ. Kia mình bị xác định rằng người nông dân cái tài sản con trâu con bò là tài sản rất lớn mà mình mất cảnh giác, rồi trong việc trông coi tài sản thì sẽ thiệt hại. Đối tượng sẽ lợi dụng những cái sơ hở đó và tiếp tục sẽ hoạt động trộm cắp, nhất là về cái mùa mưa rét, cho nên yêu cầu bà con phải là có cảnh giác là trong việc bảo quản tài sản. Thời gian qua, tình trạng trộm cắp trâu bò trên địa bàn huyện Tuyên Hóa khá phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Qua các vụ việc nổi trên, thì bà con nhân dân không được lơ là, chủ quan, nâng cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ tài sản của gia đình mình. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tin lũ trên sông Danh. Ngày hôm qua và sáng nay do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió đông trên cao, nên ở Quảng Bình đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 5 tháng 10 đến 7 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2014 như sau. Đồng Tâm 215mm, Mai Hóa 156mm, Đồng Hới 208mm, Hàm Ninh 120mm, Tiền Giang 163mm, Lệ Thủy 178mm, Tân Mỹ 404mm, Trường Sơn 123,1mm, Minh Hóa 212mm, Tróc 174,4mm, Ba Đồn 143mm, Tuyên Hóa 220mm, Đồng Hới 182,6mm. Hiện nay, mực nước trên sông Danh đang lên. Mực nước lúc 7 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2014 như sau. Tại Đồng Tâm 11,15m, dưới báo động 2 là 0,85m. Tại Mai Hóa 4,46m, dưới báo động 2 là 0,54m.
Từ bão ngày hôm nay, mùng 6 tháng 10, Quảng Bình vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Mực nước trên sông Danh tại Mai Hòa có khả năng lên 5,50 m, trên mức báo động 2 0,5 m. Vùng núi có nhiều nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc ven sông suối. Tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày mùng 6 tháng 10, khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng biển cao từ 1 đến 2 m.